cho con hỏi thì trong cái mùa mưa gió như thế này á, thì chùa thầy hiện tại thì có gặp khó khăn gì không thầy? Chùa thầy thì dục hết, dục hết luôn, nhưng mà thầy cũng thầy không khang vang và không kêu gọi, và cũng không có nói cái chùa thầy ngộ, cấm nói chùa thầy nghèo. Chùa thầy phải thầy là tỷ phú như gàn vạn 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 tỷ, và không có thiếu thốn cái gì chân. Thầy nói tu rồi có chỗ ăn chỗ ngủ là đã đủ rồi, đã tỷ phú đã giàu rồi, nên thầy cấm từ nói chùa khổ chùa nghèo. Dạ, thầy cứ mà cũng không nói giàu không nói nghèo luôn. Dạ thầy bình tĩnh. Thì thầy sống nương tựa vào ông Phật, nương tựa vào tâm linh, nương tựa vào mấy chùa để tu, và chùa nghèo chùa giàu không có được hăng vãn. Chùa thầy ai đến đi rồi biết, cái nóc thầy cũng lo chưa xong, chánh điện nước không, phòng thầy thì cho nó tóm gọn, tường hồi xưa nhà nước các nhà tình thương cho thầy, mà giờ còn chưa tô rồi không vô cái phòng nào, gạch hả nó rụng rụng tự như cá ở trên nóc, mà anh toan nó dột nước, thầy phải lấy ni lông thầy che qua một về một hướng, rồi thầy làm cái giường thầy cao cao. Bình thường thì ngủ dưới đất, nhưng mà mưa nó ngập lên thầy phải lấy cái sắt thầy gác làm cái giường, cho nước ở dưới thầy rửa chân, buồn buồn thầy tát nước thầy tắm luôn, thầy bao. Thầy còn chưa bao giờ khan giảng nha, mà giờ cứ nói đổ khờ chùa dột, chùa hư, chùa này chùa kia. Tu là phải khổ, tu là phải hành, và tu là không có nói khổ nghèo đói đó. Thầy cấm ai mà nói hỏi thầy ăn cơm chưa, ngủ chưa, đói không, ăn cái gì mua. Ủa tu mà lo ăn, lo đói, lo khổ hoài tu cái gì. Nên là thầy nói những ai mà ghét nhắn tin hỏi thầy ăn cơm chưa, hoặc điện thoại thầy ăn gì con mua, hoặc thầy hoặc alo thầy ăn không, tôi cho thầy ăn cái gì tôi mua, thầy ghét nhất cái câu đó. Bố thầy không biết lo cho bản thân thầy được, rồi tự thầy không biết nấu thầy ăn sao mà đợi tới mình cho, mà cái ăn cái mặc cái chuyện mình phải tự lo. Còn cái cho là mình có tâm, mình thấy ông tu ông làm gì ra tiền, rồi ông tu ông làm gì có tiền để sửa chùa, khi bằng tấm lòng đóng góp của mình nhiều hết cho tấm lòng, thầy không vận động, không kêu gọi, không khang vang, không có nói khổ, không trách móc, và không có hăng khổ. Tu đã nói ta tu là để vượt qua cái khổ, tu là vượt qua cái gì, cái đau khổ gì. Một người tu bớt đi một tai nạn xã hội, một người không tu tăng thêm một tai nạn xã hội, và tu để mình gì, thanh tịnh, an lạc, giải thoát, tu để sửa những khối hư tật xấu của mình. Chẳng hạn như thầy ăn chay, thầy hút chích, người dân phải mình dùng cái lời ngon lời ngọt đấy, thầy ơi thầy lo tu đi, đừng dính vào tai nạn xã hội, đừng ăn chay, đừng hút chích, đừng vợ con, đừng đánh lộn, đừng chơi đề, đừng mua giấy số, đừng có nghe nói tóm gọn lại quậy phá, rồi đừng có nói tóm gọn những cái tai nạn giống như người đời. Còn này khỏi người đời mà có rủ sư thấy nhậu không, hút chích không, nó bậy quá ta. Rồi ông thầy hỏi ăn thịt chó không, thầy cứ bình tĩnh nói nhẹ nhàng thôi ha. Hỏi giờ người đời, ông sư còn khuyến khích người đời buông bỏ thuốc, buông bỏ nhậu nhẹt, buông bỏ ăn chay, rồi không được lập gia đình, diệt dục, mà giờ cứ rủ thầy cứ kiếm gái rồi ăn chay. Dạ. Mấy đó nó bảo quá là thầy cũng đừng có nghe nói làm gì. Sống nghe hỏi giờ trước mặt đi ngoài đường đã cái giới cấm của nhà Phật. Dạ, thầy cứ nói bình tĩnh nó nhẹ nhẹ. Mà giờ cứ rủ thầy vô, ta nói tại sao mà giờ thấy ông thầy ông ăn chay mình phải phương nhiều không? Mình phải lấy đồng tiền ra dụ cho ông tu, gửi gắm cho ông ở một cái chùa. Còn mấy nói thầy ơi, tôi cho ông 1 triệu nè, cho ông 5 triệu, 10 triệu nè, ông tìm một cái chùa nào ông tu, hay ông cắt một cái am cái gốc nào ông tu,
Rồi ông hay thấy ông mà quậy quá đó. Mình phải biết lời lời hay ý đẹp. Mình người đời mà thấy ông không hiểu, mình lại càng hơn nhiều hơn nữa. Mà tại sao thấy ông ăn chơi mình còn xúi giục chỗ ăn chơi, rồi xúi ông bậy, ông làm bậy mình lại càng nói bậy nữa. Ta nói ai cũng phải trải qua lầm lạc, ai cũng trải qua đau khổ, ai cũng bị đường sai đường lạc lối. Rồi ai cũng nó tóm gọn lại có ý nghĩ không chứng chắn, không đúng. Tại sao mình không dùng những cái lời hay ý đẹp để dụ cho người ta sửa từ từ? Người tu, người đời cũng đều từ là những người ăn chơi, người quậy phá mới đi tu. Rồi từ cái người mà không ăn chơi trở thành một vị Phật, một vị Bồ Tát tương lai. Tại sao mình không lấy những cái lời đó để mình khuyên nhủ? Và ông sư không có làm gì sai. Rồi ông sư ông lập chùa, ông ở chùa ông tu. Mình để dòm ngó cái hay, cái khạc, cái giả, cái hư của ông chứ. Sao mình không dòm ngó mình, không soi gương vào kiến dòm của mình đẹp hay xấu, và không soi lại bản thân mình có tốt hay xấu. Rồi tu mình ở chùa nó tu đi. Chữ ông thầy này soi bói chùa kia đúng sai, giấy tờ không giấy tờ, tu không tu, khạc giả, thầy nói cái đó được cái gì? Tu là tìm một cái nơi thanh tịnh, thanh vắng, không có người để tu. Chứ đâu phải tu mà tối ngày tập trung cho đông, rồi tài sản cho nhiều, rồi mới tu. Đúng rồi. Rồi tu là để sửa. Nè giờ thầy nói nhiều sửa là ít nói. Người tham bỏ cái tham, người ích kỷ bỏ ích kỷ. Tu là mình sửa những thói hư tật xấu của mình. Như ngày xưa mình nóng tánh, giảm cơn nóng giận xuống, giảm cái sân si xuống, giảm cái lòng ích kỷ, ganh tị, đố kỵ. Cái đó là buông bỏ à? Mình phải buông bỏ cái tật xấu đó. Loài vật còn ham sống chịu chết, mà loài người với loài người không yêu thương nhau. Thầy nói con người sống có ý nghĩa gì trong cuộc sống? Và loài người sống để làm gì? Và tại sao người với người không yêu thương nhau? Thầy nói loài người sinh ra có trí óc, biết suy nghĩ, mà tại sao nghĩ nó không cạn? Mà tại sao giờ mình khổ quá? Giờ hỏi khổ quá là mình lợi mình than với ai nghe? Khổ mà phải đi làm lao động, tu có bằng tay bằng chân. Thầy tu là phải chịu khổ hạnh là thầy. Đúng rồi. Nói chung là tu là không có phân biệt chùa to chùa rộng gì hết thầy. Đúng rồi. Không có nói chùa to chùa lớn. Mà tu rồi không có nói thầy làm chức vụ gì, tham gia cái gì trong xã hội. Và tu cũng không còn phân biệt đời đạo, tu lâu, tu mau, chứng quả hỏng chứng quả. Tu tìm một nơi hẻo lánh để mà tu. Tu là sửa, sửa để cho khi nào không còn chỗ sửa nữa gọi là người đã thanh tịnh và người đã tu chứng. Chứ đâu phải ăn no tới ngày cứ lo chuyện trên trời dưới đất. Giờ thầy nói giờ nè, đói nè ai lo nè, bệnh nè ai lo nè, rồi không tiền đâu có nè, không để giờ mình hận tiền đi xin ta, rồi khăn khổ, rồi không tiền cái lại khóc lóc với người khác, hay cho mình, vậy là mình là người tốt hay người xấu? Mình đi xin là mình người xấu, mình đi cướp là người xấu, mình đi trộm là xấu, rồi mình than khổ là người xấu. Khổ là lỗi cho ai? Mình lỗi cho cha mẹ mình sinh ra, hay lỗi do mình nghèo mình sinh ra, hay lỗi do chinh mình không có tiền mình đó. Tại sao mình không ngồi đó mình trách móc mình nè? Tại sao mình nghèo? Tại sao mình đói? Tại sao mình không tiền? Thì mình có tay có chân, mình lao động đi. Ta nói đi lụm cái lụm bịch, lụm dây chai, lụm cái lon ngoài đường cũng bán được ngày được 50 ngàn. Rồi giờ thầy nói giờ đi bán cà đá, đi bán vé số, đi bán kẹo, đi bán trà đá, rồi đi bán các trái cây, rồi mình giờ đi làm khơi làm mướn, đi ở đợ người ta, làm sao không tiền, làm sao không có cơm ăn? Mà thầy nói tối ngày lang thang, đi ăn chơi, đi quậy phá, đi hút chích, làm sao có tiền? Rồi khiêm nữa, đem cắp trộm. Tại sao mình cái việc làm thiện mình làm có tối người nghĩ chứ, đi móc túi, đi trộm của người ta mình. Cái người mà giàu trong kiếp này thì kiếp trước họ lo, kiếp trước là do họ có bố thí được nhiều không thầy? Thì đó,
Thì giờ họ giàu là do kiếp trước họ bố thí cho người nghèo, bố thí cho chùa chiền, các tôn giáo, rồi họ lấy tiền họ giúp đỡ cho họ ăn học, giúp cho họ con người có cái nghề, giúp cho họ cuộc sống ấm no, giúp cho họ có cái nhà cái cửa. Thì đời sau họ giúp nhiều người như vậy thì sinh ra chúng cái nhà tỷ phú, con ông cháu cha sinh làm chức vụ cao, làm chủ tịch nước, làm phủ tướng, làm nhà vua, làm các cái lãnh đạo, rồi những cái nhà tỷ phú ta sinh vào. Tại sao người sinh ra con nhà bằng cùng khốn khổ nghèo đói, còn người sinh ra thì sinh ra là giàu có, cha mình tỷ phú, tài sản nó của mình, có không thiếu khốn gì, đòi gì được đó, đòi voi được voi, đòi tiên được tiên, đòi xe được xe, đòi máy bay được máy bay, đòi nhà to có nhà to, ước gì có đó. Thì do là họ gì, phải biết tạo phước giúp đỡ người này, người khác giúp đỡ là mình, tạo cho mình cuộc sống ấm no. Tại sao mình không làm? Mà tại sao mình nói tấm gọn ta tu, mình tu được, mình tu không được, đừng nên nói và đừng nên nói xấu người khác. Tại sao không, sao mình không xét lấy mình? Lỗi mình không nói, sai mình không nói, cái hư mình không nói, rồi cái ích kỷ của mình không nói, mà cứ soi cái chuyện người khác ra mình không. Chị hay ho quá ha. Rồi có cơm ăn, chắc mình đi nhiều chuyện lát có cơm ăn, đi nói xấu người khác có cơm ăn. Như trong mình sống là lúc nào mình nghĩ tới điều tốt đẹp đúng không thầy? Ừ. Cho nó lạc quan đúng không? Ừ. Rồi thầy nè, ta hỏi giờ thầy nè, tại sao giờ thầy ăn học mình không hỗ trợ, rồi thầy tu không hỗ trợ, mà cứ soi ra những cái chuyện sai, đã sai cái gì hồi xưa, xa xưa nói làm gì, rồi hiện tại ba cái chuyện tào lao tiêu đế nói đi được cái gì? Cái ăn cái mặc là ai cũng phải tự lo, nói làm gì? Nếu như thầy ăn gì, cái chuyện của ăn của thầy, rồi thầy tu hay không chuyện của thầy, mình giúp thôi, đi bàn chuyện xấu, nói những việc xấu, nói để được gì cho mình? Được, mình nói cho chiều có cơm ăn, có tiền xài, rồi mình nói cho người ta yêu mình, nói cho người ta theo mình, nói cho người ta móc túi cho mình, rồi nói xấu người khác, rồi kêu người đó cho mình, rồi đừng cho người đó, cản trở người khác làm việc thiện. Ví dụ họ đang xây chùa giúp đỡ người nghèo, mình lại cản trở, thì hỏi mình có phước không? Mình cản trở rồi họ làm việc thiện, mình rồi được thiện, rồi được người khác giúp không? Đó, thầy nói giờ cái ăn, cái mặc, cái sinh sống mình không nói mà cứ nói chuyện gì đâu. Rồi cái chuyện cuộc sống này cần phải có trình độ, có trình độ thì mình mới làm được việc, rồi mình suy nghĩ chuyện đúng chuyện sai. Cái ăn học đưa lên hàng đầu. Tại sao người ta ăn học mình không bắt chước, rồi người ta làm việc thiện mình không bắt chước, rồi người ta đi cứu người mình không bắt chước, rồi người ta đi làm những công ăn việc làm là học nghề mình không bắt chước. Thầy nói giờ nghề sửa xe, nghề khở hàng, khở mộc, khở xây nhà, khở hồ, rồi khở rắp ráp, khở xây dựng, rồi những cái nghề như là trang trí nhà cửa, nội thất, rồi làm những việc trang trí nhà cửa, công viên, rồi cây kiểng, trồng cây rừng, rồi trang trí mọi cái thứ, đường xá, khu phố. Sao mình không lo? Sao mình không kiếm tiền? Ta nói giờ mọi hoàn cảnh chẳng qua lời biến, chẳng qua mình không biết suy nghĩ nên mình nghèo, mình khổ. Còn tu rồi còn suy nghĩ gì chuyện thế gian, còn suy nghĩ việc đói no làm gì, rồi chùa to Phật lớn làm gì? Ta nói mỗi người có phước không cần lo, tự nhiên họ đem đến cho mình đầy đủ. Còn mình đói rất, giờ mình có cố gắng lao động cả ngày trời cũng không đâu đủ ăn, mà khi lao động được có tiền rồi nè, bệnh đau tai nạn nó đến cũng chặt, cũng chất quốc, cũng tiền cũng tiêu tan hết. Hay nói có nhiều người làm nhiều tiền lắm nhưng mà cũng sạch.